hạnh phúc của đôi bạn thân hồng. Đó là một câu chương trình. Cho phép tôi được giới thiệu thành phần hai họ có mặt trong buổi lễ hôm nay. Về phía nhà gái, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông bà Nguyễn Văn Chiến. Xin mời ông bà hiện diện. Thưa quý vị, đứng trước mặt chúng ta là ông bà Nguyễn Văn Chiến, phụ mẫu cô dâu, chủ hôn của nhà gái. Xin quý vị cho một tràng pháo tay chúc mừng hai nhà gái chúng tôi. Và tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông bà Lê Phú Duy. Xin mời ông bà hiện diện. Thưa quý vị, đứng bên tay trái của chúng tôi là ông bà Lê Phú Duy, đến từ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, là chủ hôn của nhà trai, phụ mẫu của chú rể. Xin quý vị cho một tràng pháo tay chúc mừng hai nhà gái chúng tôi. Thưa quý vị, tình yêu của đôi bạn trẻ đã trải qua năm chờ tháng đầu, đã trải qua biết bao lần hẹn hò những chân thông, để rồi họ tìm thấy nhau trong một tình yêu chân lý, quý nhau trên tình trường và trên bước đường công tác. Và hôm nay họ đã đẩy con thuyền tình cặp bến bờ hạnh phúc bước lên bục vinh hoa và đăng quang thành chồng vợ. Rốt cuộc rồi anh cũng cưới được em sau nhiều năm làm cái đuôi tội nghiệp. Ngày đang tới là những ngày rất đẹp, gửi nhân gian thêm một cặp vợ chồng. Và đôi vợ chồng ấy chính là Quỳnh Mai, Phú Huy. Xin mời Văn Hồng bước lên sân khấu. Thưa quý vị, đang bước lên sân khấu là hai nhân vật quan trọng nhất, lộng lẫy nhất, tuyệt vời nhất và hạnh phúc nhất. Và khách có lời chúc tốt đẹp nhất. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật gió để tiếng pháo chưa bất lực. Vâng, và để tác tạ lại tấm thanh tình ưu ái của toàn thể quý quan khách, đôi tân hôn cũng xin được ra mắt và cúi đầu kính lễ cùng quý vị bằng hai lễ để tỏ lòng biết ơn. Đôi tân hôn chuẩn bị nhất lễ, nhị lễ. Thưa quý vị, hôm nay ngày 4 tháng 10 năm 2020, nhằm ngày 18 tháng 8 âm lịch năm Canh Tý là ngày lành tháng tốt, cho nên chúng tôi có tổ chức buổi lễ vu quy cho con gái chúng tôi, đó là cô dâu Quỳnh Mai, sinh viên cùng rể Phú Huy. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị đã dành chút thời gian ở đây. Trước chung vui với chúng tôi qua tất cả ly rượu và sau là chúc mừng cho đôi tân hôn được bền duyên tơ tóc. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức chu đáo nhưng cũng không sao tránh khỏi những thiếu sót nhất định, mong quý vị lượng thứ cho. Và trước khi dứt lời, xin thay mặt cho hai gia đình và đôi tân hôn kính chúc quý vị luôn vui tươi hạnh phúc. Chúc một ngày hôm nay được ngon miệng, xin kính chúc. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nâng ly lên để chúc mừng hạnh phúc cho đôi tân hôn. 1, 2, 3, vô. Xin cảm ơn quý vị đã dành cho chúng tôi những tình cảm tốt đẹp nhất. Và lát nữa đây tôi sẽ dẫn cô dâu chú rể đến từng bàn để cảm tạ, và chúng tôi nhận camera và máy ảnh quanh Lê Dũng ghi lại hình ảnh đầy kỷ niệm này cho mai sau. Chúc quý vị ngon miệng vui vẻ, xin hết lời để chúng xin mời hai mình tham gia tự do tiếp khách. Xin cảm ơn.
dù đi qua nói gì cùng em. Mùa đông đến anh đã mau từng đêm, ngày xưa đã cho anh hy vọng, một tay em yêu anh nỗi lòng. Rồi lúc sớm hơn em là người không ai. Những tháng ngày còn những nỗi buồn, tuổi thơ tiếng gọi người ơi. Bên bên người để nghe con tim thiết tha. Lòng anh rất yêu em lâu rồi, mà chưa dám nói đôi gì cùng em. Mùa đông đến anh đã ngỡ từng đêm, ngày xưa đã cho anh hy vọng. Một mai em yêu ai tôi lầm hôm nay tất cả chương trình hôm nay quý vị không để quý vị chờ đợi lâu, xin mời quý vị hướng mắt vào thầu lắng nghe tiếng hát của Ngọc Thề. Thank you.
Tôi vẫn say đắm trong tay người, tình yêu của tôi hết người câu
người hát qua